ra thì vào cái giờ rộng, nhớ là giờ rộng. Tại sao lại giờ rộng? Giờ này là giờ giao hòa âm dương. Thì bắt đầu là chúng ta sẽ lên hương ở tại đại gia. Chúng ta chuẩn bị là ba cái lá trầu tươi và ba cái trầu này đã để trên cái mặt bàn lễ đó, ở trong gian thiên đấy. Sau khi làm lễ xong thì vái lệnh xong, bắt đầu là chúng ta sẽ cầm ba cái lá trầu đó, rồi chúng ta sẽ mang ba cái lá trầu đấy ra cái ngoài cung mộ, kèm theo ba cái bát con. Cái bát con với cái miệng bát nó phải rộng hơn cái miệng của cái lá trầu. Thì ở cái phần bộ phận của chúng ta ấy, khi mà đặt cái bộ phận như thế này thì ở phần dưới này nó sẽ là cái phần cái áo quan, đúng không? Thì giả sử như là phần áo quan thì phần đầu nằm như thế này đi. Thì khi thực hiện thì ở phần trên đầu áo quan chúng ta đào một cái hố sâu xuống khoảng tầm 10 cho đến 15 cm, đúng không ạ? Sau đó các bạn đặt cái lá trầu xuống dưới, rồi úp bát con lên, đúng không ạ? Rồi lấp qua lấp lại. Tiếp theo đó là đặt tiếp một cái lá trầu thứ hai nữa đặt xuống dưới cái này và lấy bát con úp lên và lấp qua lấp lại. Và phần thứ ba nữa là đặt cái lá trầu úp xuống, bát con úp lên và lấp và lấp lại, đúng không ạ? Sau khi thần đi về, đúng không ạ? Sáng ngày hôm sau vào giờ gì thì dùng thì hợp nhá. Các bạn ra thì các bạn mở cái nắp ra và lấy ra ba lá trầu. Nếu như mà cái lá trầu nào ba lá mà đều tươi thì là tiêu hết. Còn nếu trong ba lá đấy mà có lá nào bị héo xuống thì là còn. Nếu như cả ba lá đều tươi là hoàn toàn có thể đến, nhưng đây làm được. Lúc đó thì bắt đầu mới đi tìm thầy để mà xem ngày.